Chào Trinda, lâu lắm rồi mới gặp lại cô. Nhìn thấy chưa? Những vị khách trong đám cưới này chết hết rồi, còn cách nào nữa đâu. Tôi đã tốn quá nhiều thời gian cho việc báo thù của cô. Thấy chán nản nên tôi giết hết mọi người. Tôi giết người không dựa vào việc luận tội làm chi cho phiền. Giết hết một lượt cho xong. À mà tôi đã tha mạng cho anh ta. Để anh ta có thể chứng kiến vật quỷ quại cô đó. Đừng la lên, đê của cô vẫn còn sống. Vậy nên tôi mới nói anh ta cần phải sống sót để mà quỷ quại cô. Tôi làm những chuyện này không phải hình dạng thật. Tôi đã dùng thân phận này đập Brenda nè. Phải rồi, tôi đã để lại hai dấu hôn để chào tạm biệt Dave, là nụ hôn của thần chết. Ít phút nữa nó sẽ có tác dụng. Phải, anh ta sắp chết rồi. Vậy thì làm sao mà tôi có thể lấy được viên ngọc rắn ra khỏi đầu của anh ta đây? Được thôi, vậy đừng làm, đừng mang anh ta đến đền. Nhưng mà cô hãy nhớ một điều, đêm hôm nay là một đêm huyền diệu. Mặt trăng đêm nay sẽ có màu đỏ, mặt trăng máu. Lúc 7 giờ hiện tượng đó sẽ bắt đầu. Brenda thân mến, nếu cô không lấy được viên ngọc rắn ra khỏi đêm trước thời điểm đó, nghe cho rõ, nếu không mang anh ta đến ngôi đền bí mật kia, nếu cô không lấy viên ngọc rắn ra trước thời điểm khi mặt trăng chuyển sang đỏ lúc 7 giờ, thì nụ hôn tạm biệt có độc kia sẽ phát huy, rồi giết chết người chồng yêu quý của cô. Và mặt trăng máu sẽ cho mọi người thấy chiến thắng của loài rắn. Nó sẽ cho mọi người thấy được đó là chiến thắng của tộc rắn chúng tôi, tộc rắn hùng mạnh. Nhưng tôi chắc chắn rằng sau khi những chuyện này xảy ra trong vòng 2 phút thì chồng của cô sẽ phải chết.